Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, ngày hôm nay Hằng Ni giới thiệu một căn nhà ngay vị trí mặt tiền đường hai chiều, thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Và Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp. Ngay đường hai chiều có tiêm đường, vỉa hè cây xanh hai bên là cả nhà, thích hợp vừa ở, mở phòng phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, serum spa, hoặc có là mình cho thuê làm ngân hàng, cơ sở giáo dục y tế, shop thời trang, gì cũng được. Tại vị trí trục đường Lê Văn Thọ, kết nối với đường Lê Đức Thọ, đường Nguyễn Văn Khối thông ra đường Quang Trung, kế bên chợ đêm Hạnh Thông Tây, cả nhà mình di chuyển về ngã năm Gò Vấp tầm khoảng 15 phút và cách quận Bình Thạnh, Phú Nhuận cũng như là sân bay Tân Sơn Nhất tầm khoảng 20 phút di chuyển. Đó, đối diện nhà mình là trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt này cả nhà, ngay vị trí vô cùng đắc địa luôn. Kế bên nhà mình là đa dạng ngành nghề, khu vực này cả nhà mình kết hợp vừa ở kinh doanh phía trước, làm gì cũng ra tiền, hoặc là mình cho thuê cái dòng tiền thu nhập hàng tháng cũng được. Và căn nhà mặt tiền đường Lê Văn Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp. Đó, căn này nè, nhà mình thuộc hướng chính là hướng Tây, phù hợp khách hàng mình hướng mà là Tây Tứ Trạch. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng một lầu, sổ hồng công chứng mua bán trong ngày. Với khuôn đất diện tích chiều ngang là 5m, nhà mình nở hậu là 7m, chiều sâu vào là 15m. Và với công năng sử dụng trơm, mặt tiền phía trước dùng để kinh doanh, khu vực radar ô tô, phòng khách, phòng bếp. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ và đang được gia chủ rao bán với mức giá là 12 tỷ 650 triệu đồng. Giá còn thương lượng với chính chủ nữa. Phan đi số trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Đó, mặt tiền phía trước là cả nhà, có phía hè cả nhà mình đậu xe ô tô hoặc là xe gắn máy khi mà mình kinh doanh, khách di chuyển mình đến khu vực của mình á rất là thuận tiện luôn. Và di chuyển qua bên trong được gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa, một lớp cửa kính cường lực thêm một lớp cửa cuốn. Và mặt tiền được gia chủ mình ốp đá cao phun trần lên trên. Đó, nhà mình với lợi thế diện tích chiều ngang là 5m. Nhà nở hậu 7m, bên trong rất là thông thoáng luôn cả nhà. Được gia chủ sử dụng với tông hiện đại, nước sơn tường màu trắng. Bên dưới mình lót gạch bóng kiến, tông chủ đạo là màu xám 80-80. Nhìn nhà mình rất là nổi bật và sáng luôn. Và được gia chủ đầu tư cho mình toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà là gỗ an cường. Đó, khu vực tầng trệt của mình thông tầng nhìn lên bên trên. Bên trên mình có quạt máy xay nè, kết hợp với hệ thống đèn led chiếu sáng cùng với hệ thống đèn âm tường bên trên, nhìn vô cùng sáng luôn cả nhà. Nhà này mà kết hợp cho thuê mình kinh doanh mua bán đa ngành nghề gì cũng được luôn á, làm gì cũng ra tiền. Ngay vị trí mặt tiền đường Lê Văn Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp, phân khúc giá bán 12 tỷ hơn, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Hoặc có là cả nhà mình cần xây dựng cao tầng á, một trệt 4 lầu, có thang máy, có sân thượng bên trên đó, thì mình xin giấy phép xây dựng mới nha cả nhà. Khu vực này là mình xây nhà cao tầng thoải mái. Và được gia chủ thiết kế liên thông vào bên trong là gian phòng bếp của mình. Và được gia chủ thiết kế cơ bản hoàn thiện, trong đó mình có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Được gia chủ sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường nè. Nhà mình với lợi thế diện tích chiều ngang nở hậu lên tới 7m nặng, cho nên không gian sử dụng bên trong rất là thoáng luôn. Một căn nhà thích hợp mình cho thuê có dòng tiền thu nhập hàng tháng. Đó, được gia chủ mình thiết kế bố cục với tông hiện đại, tông là màu xám, màu trắng. Và bản tường của mình còn được gia chủ nhấn nhá bởi những cái tấm kính trang trí nè cả nhà. Khu vực hệ tủ bếp của mình còn được gia chủ thiết kế cho mình những cái kệ tủ á, mình để đồ âm vào bên trong, rồi khu vực để máy lạnh đầy đủ luôn. Đó, sang trọng chưa? Và cùng Hằng Ni, chúng ta tiếp tục di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Nhìn ra mặt tiền đường chính phía trước thì vô cùng sáng luôn cả nhà. Đối diện là trường trung học, rồi trường tiểu học. Một vị trí rất là đắc địa luôn. Khu vực này đối diện trường mình có thể là mở văn phòng photocopy nè, hoặc có là mình mở cửa hàng tiện ích, hoặc có là văn phòng phẩm cũng được, kinh doanh gì cũng được luôn cả nhà. Và được gia chủ thiết kế cho mình lavabo đường soi nằm phía bên ngoài, toilet sử dụng tại tầng trệt, trong đó gạch ốp cao phun trần lên trên, đầy đủ các trang thiết bị nội thất cơ bản.
Rồi cùng Hằng Ni, chúng ta ngắm như là một lần nữa em tiếp tục di chuyển lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Ngang 5, nở hậu là 7m, chiều sâu là 15m cho một căn nhà ngay vị trí mặt tiền đường, thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Một trệt một lẫn, một lầu bên trên nha cả nhà. Mặt tiền đường Lê Văn Thọ thuộc phường 16, quận Gò Vấp. Nhà mình kết nối với trục đường Nguyễn Văn Khối, đường Quang Trung. Di chuyển ra đường Quang Trung rồi đi qua chợ đêm Hành Thông Tây rất là thuận tiện luôn. Ngay vị trí trung tâm đi đâu cũng tiện. Và di chuyển tiếp tục lên gian tầng lẫn bên trên. Thang bộ đi được gia chủ mình sử dụng bằng thang sắt nè cả nhà, ốp gỗ bên dưới. Và khu vực mỗi tầng như vậy được gia chủ thiết kế cho mình gồm 2 phòng ngủ. Phòng nào cũng có toilet sử dụng riêng bên trong. Và phòng mình rất là to luôn. Đó được gia chủ thiết kế cho mình. Có giường ngủ ngăn cách riêng giữa khu vực lavabo đường soi phía bên trong ở cả nhà, khu vực tắm riêng biệt luôn. Trong đó được gia chủ thiết kế cho mình sử dụng toàn bộ là chất liệu gỗ an cường. Và mảng tường khu vực giường ngủ được gia chủ mình ốp những tấm nhựa PVC, tấm giả đá rồi những cái phiêu chỉ màu vàng. Nhấn nhá làm điểm nhấn cho ngôi nhà của mình. Trong đó là tủ quần áo, mình có tủ quần áo đụng nóc lên trên, kết hợp với tủ để đồ, bàn trang điểm, kệ tủ tivi. Với tông chủ đạo là màu trắng, bên dưới mình lót gạch da gỗ. Và tiếp tục di chuyển vào bên trong này. Đó, không gian sử dụng tấm rộng chưa, lavabo đường soi và toilet sử dụng riêng bên trong, gạch ốp cao phun trần lên trên. Trong đó mình có vào tấm hoa sen đứng, bồn vệ sinh nè cả nhà, đầy đủ các trang thiết bị nội thất cơ bản. Ngôi nhà này một căn nhà ngay vị trí mặt tiền đường, mình mua về chỉ cần xách vali vô ở, đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống. Và phòng ngủ thứ hai nè cũng được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Mình có giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, ô cửa sổ mở khu vực khoảng thông tầng phía bên dưới á cả nhà. Một căn nhà ngay vị trí mặt tiền đường và được gia chủ đầu tư đầy đủ công năng nữa chứ. Mình cho thuê có dòng tiền thu nhập hàng tháng thì quá là phù hợp luôn. Với tông màu hiện đại, tông chủ đạo là màu trắng cho ngôi nhà của mình. Và khoảng thông tầng nhìn xuống bên dưới nữa cả nhà. Đó, thoáng chưa? Và còn được gia chủ thiết kế cho mình toilet sử dụng riêng cho căn phòng này luôn. Phòng nào cũng có toilet sử dụng riêng hết, rất là thuận tiện để sinh hoạt. Toilet của mình thì tương đối rộng luôn á, gạch ốp cao phun trần lên trên và đầy đủ các trang thiết bị. Mình có lavabo đường soi nè, có vách kính ngăn riêng luôn cả nhà khi tắm luôn nè, và tấm hoa sen đứng. Khu vực toilet của mình còn được gia chủ thiết kế nhấn nhá bởi những cái mảng tường khác nhau á. Phan đi di chuyển tiếp tục lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế thử căn này để làm việc với chính chủ và mua bán ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà cách đây mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và khu vực lầu tiếp theo được gia chủ thiết kế cho mình, trong đó có 2 phòng ngủ nữa nè cả nhà. Và mình sẽ có giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, kệ tủ tivi, đầy đủ các trang thiết bị nội thất bên trong nhà của mình. Đó, tủ quần áo sử dụng cho mình chất liệu gỗ an cường bên trong, khung cánh mở bằng kính cường lực, kết hợp với khung bảo vệ, khung bao bọc bằng khung nhôm xin pha, nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp luôn. Chỉ với phân khúc tài chính 12 tỷ hơn, cả nhà mình vào mình thương lượng với chính chủ để sở hữu ngôi nhà này. Mình mua về mình giữ làm của mình cho thuê, có dòng tiền thu nhập hàng tháng, hoặc là vừa ở vừa kinh doanh bên dưới làm gì cũng ra tiền luôn. Vị trí này là làm gì cũng được luôn cả nhà. Và toilet của mình đã có lavabo đường soi. Toilet bên trong có vách kính ngăn riêng luôn á, tương đối rộng. Một căn nhà nở hậu lên tới 7m lận. Phong thủy tương đối tốt luôn. Ngang 5, chiều sâu là 15m, nhà nở hậu là 7m. Ngay mặt tiền đường, mình cần xây dựng nhà cao tầng thì xin giấy phép xây dựng mới nha cả nhà. Khu vực này thì xây dựng một trệt một lẫn 3 lầu trên ban công sân thượng bên trên rất là thoải mái luôn. Đó, và gian phòng ngủ thứ tư nè, được gia chủ mình để trống, cái nhà có thể là sử dụng làm phòng ngủ thứ tư hoặc có làm phòng thờ ông bà tổ tiên, phòng yoga, đọc sách, uống trà tùy theo phong tục tập quán của gia đình mình. Cô cửa sổ mở ra phía trước luôn.
bà khu vực ban công trồng cây, trồng hoa, trồng cây trái cũng được luôn. Nơi để máy giặt, máy sấy nữa cả nhà, để thêm bàn trà, ghế ngồi, cái xích đu. Và video Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni chân trân trọng cảm ơn khách nam mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem, hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón một năm 2024 vạn sự như ý. Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.